Rồi, xin chào chị bạn trở lại với Trên Đồng Chơi. Tháng này thì cái dòng Mazda 2 này bán khá là tốt, đặc biệt là cái phiên bản số tự động bản thấp nhất thì giá lăn bánh của cái mẫu xe này hiện nay ở tỉnh địa phương nó sẽ dao động vào khoảng tầm 450 một chút nhé. Mức giá niêm yết thì nó là 415. Tháng này thì có khuyến mại tiền mặt và phụ kiện kèm theo xe đâu đó vào khoảng 10 triệu tiền mặt và phụ kiện đã kèm. Đấy, anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên là không được giảm thuế. Tuy nhiên thì thời điểm này mua thì nó giá rất là tốt. Đấy, các bác thì mua có thể cân nhắc cái mẫu này khoảng hơn 400 nhô một tí thôi. 450 triệu cho một mẫu xe Mazda 2 hạng B trừ thì đấy, bản này thì nó giống như là Mazda CX-3 mới ra mắt đúng không ạ? Hai con này nó tương đương nhau khá nhiều. Tuy nhiên thì bản này sử dụng là ghế nỉ nhé. Cái bản vừa tiền như này thì mình độ thêm một chút để lên đời ghế da. Cũng có nút sát xốp rồi, để em quay trực tiếp bên kia đi. À, 400 nhô hơn một tí đúng không ạ? Các bác có xe đi lại gia đình số tự động Mazda kích thước gọi là tốt vì đó là phân khúc của hạng B trừ rồi. Tuy nhiên hơi tiếc một tí thì với cái tầm tiền này thì mình sẽ không có nút bấm ở trên vô lăng này, phanh tay cơ này, ghế nỉ này đúng không ạ, ghế điều chỉnh cơ, điều hòa thì cũng là điều hòa cơ, và trang thiết bị giải trí thì nó cũng chỉ là ổ đọc bình thường thôi chứ không phải là màn hình gì cả. Cái này thì mình có thể cân nhắc để nâng cấp và độ thêm. Cũng có chế độ lái thể thao nhé. Ở tầm này vay mua trả góp thì nó cũng khá rẻ rồi, đó khoảng 7-8% trong một năm đầu, và mình có thể lựa chọn cái gói lãi suất nó hợp lý hơn một chút. Đấy, các bác có nhu cầu mua trả góp thì alo trực tiếp bên em để em tư vấn thêm. Anh chị có hồ sơ tài chính nó đẹp, đấy, lãi suất thường sẽ tốt. Còn nếu mà mình khó trong việc chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập thì có thể lại có bên em để em tư vấn thêm nhé. Rồi, sơ qua cái Mazda 2 tháng này giá khá tốt, khoảng hơn 400 một tí thôi, 405. Bác có nhu cầu thì alo giúp em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.